Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải nha anh em ơi. Và tối nay thì nói chung thì Khải có đi sang Bốt Đại thì cũng có gặp cao thủ Thiên Hạ Vô Tình. Cũng có khá nhiều anh em trên kênh bảo là Khải là lâu rồi không soi xét đồ của Thiên Hạ Vô Tình cho anh em xem. Thì đây, Khải sẽ cho anh em xem. Chung là vừa hỏi sơ qua thì nhìn vào thì anh em thấy không? Vùng sáng tối phiến con ngựa rất là đẹp luôn. Mà Khải vừa hỏi sơ qua thì anh ta đang sở hữu con ngựa này là con ngựa hạn sử dụng như này. Anh ta đang sắm một con ngựa bông tiêu cũng đẳng cấp hơn mà không biết như thế nào nữa. Khải người trước đang mua con vĩnh viễn ấy, con này là hàng sử dụng đó. Rồi cái bao tay này thì lúc trước thì anh có soi anh em, lúc trước thì đua top của cái top cá nhân hàng 2, hàng 3 gì đó nữa. Top hàng 2, hàng 3 của ban hội được cái bao tay này kim quang hàng sử dụng 4 tháng nè, và cho đến bây giờ thì bao tay này cũng đã hơn 1,5 tháng rồi đó. Bao tay này anh ta đấu giá như là 3 triệu hay 4 triệu vậy đó. Mà trong vòng 4 tháng, hàng sử dụng 4 tháng rồi. Con này còn hàng sử dụng, con này còn hàng sử dụng nhưng mà bao tay này có tiền nha. Bao tay này hàng sử dụng 4 tháng nhưng mà tính sơ sơ thì 1 tháng trung bình khoảng tầm 5-700 nghìn đến 1 triệu đó. Khải nhớ không làm là chắc là bao tay này 3 triệu thì không. 4 tháng trong vòng 4 tháng. Rồi. Để sở hữu một cái áo cực phẩm hồi trước anh đấu cái áo này là 5 triệu nè. Cấu định quốc cực phẩm hồi anh đấu đầu tiên sẽ là 5 triệu. Còn bây giờ thì bao nhiêu thì mình không rõ. Bây giờ thì những áo như thế này không có nữa. Tại vì những cái event này nọ thì chỉ sở hữu một lần duy nhất thôi, chứ không có lần hai. Cũng như lần lần những cái event sau đã đua top cá nhân ban hội lần lần này nó sẽ khác lần chứ không có giống. Đó nên là cái áo này áo nó một luôn. Và đang đi theo với cái nón đẹp trai. Này 1940 khăn họ chống 40. Hồi trước anh em thấy không, từ nam sang nữ, nữ sang nam đổi liên tục, và bây giờ đang chuyển thành nam. Đổi liên tục luôn. Một dây chuyền kháng cả 18 đó. Kháng cả 18 hợp kim. Hồi dây chuyền này mua khá là tiền ấy, 5-7 triệu ấy. Tầm này thì không biết bao nhiêu, nhưng mà những cái dây chuyền như thế này là dạng những điểm trên đầu ngón tay rồi nè. Đang nô 1 luôn, không có hơn được, không có giảm được. Tại vì những món này món đọc server này, chỉ có ai thực sự chơi thì mới sở hữu được nó thôi nè. Và cái bóng này cũng vậy, đang sở hữu một cái bóng top 30. Đây nè, đây tóc 30 bình sáp 77 đó, quá chắc luôn. Và cái bóng này hồi ổng mua kêu mua 6 triệu rồi sao, 6 hay 7 triệu, 6 triệu hay 7 triệu rồi đó. À, tiếp tục đến cái nhẫn khăn lô 30. Nhẫn này thì server cũng khá là nhiều ấy. À, sau đây nè, cái nhẫn này nhiều thì nó cũng hơi tầm bậy, hiện tại cao lắm khoảng 4-5 chiếc nè, 4-5 chiếc. Mà khăn lô 25 24 rồi 30 28 đó. Nhẫn này nếu mà 30 thì theo Khải nghĩ thì nhẫn này nô 1 rồi. Còn như những nhẫn 24, 25, 26 thì khá là nhiều. Tại vì Khải vừa rồi cũng xem được nhẫn 24, cũng đang mang. Nhẫn này Khải không biết bao nhiêu, nhưng mà hồi đầu server thì bán khoảng tầm 30 kim, khoảng 2 triệu. Mà tầm này tiếp tục rồi, tầm này không tới giá đó. Nhẫn 1940, mắt ộp của hồi thổ. Thì nhẫn này thì theo mình mua thì nhẫn này cao lắm là 10 kim đến 15 kim đó. Đó. Khoảng 1 triệu của nhẫn này. Còn có thể chắc chơi người chơi thì 1 triệu, còn không thì theo Khải mua thì Khải mua chỉ từ 7 đến 10 kim thôi. Nếu Khải mua từ 7 đến 10 kim đủ mà chơi. Không biết ông mua bao nhiêu. Đây lưng 23 24 30. Sinh lực lực. Đây lưng này khá đẹp cho cái bàn ấy. Để set 5 hành luôn nè. Ngập bội làm chậm 40 sinh lực lực. Ôi ngập bội này lúc đầu Khải đã nói rồi. Ngập bội này hồi ông mua là hơn 3 triệu. Nhưng mà tầm này rẻ rồi. Tầm này rẻ rồi nè. Này rẻ rồi. Rồi đang sở hữu thêm cái đài cái giày định quốc 42 sinh lực cao. Nói chung là mang giày này lá sinh lực bỏ khắn lôi luôn nè. Mang giày này lá sinh lực bỏ khắn lôi luôn. Rồi kháng cả 5 phi phong. Nói chung là sơ qua set đồ này thì khá đẹp. Nói chung là đây là set đồ nam, khá đẹp. Tổng set đồ này Khải nói chung này nó cũng dao động khoảng tầm 25 triệu, 20 triệu đâu. Tầm 25 triệu á. Tầm 25 triệu đó. Bao tay 4 triệu đi. Nó không nói. Cái này cho chung 5 triệu này, cái này 5 triệu này. Tổng cộng set đồ này cũng trên dưới 25, 20 quay đầu nè. Tầm 25 đổ lại và 20 hơn. Đó. Tầm 20 hơn. Hôm trước thì chơi set cái băng nữ và mặc áo nhu tình và chơi hướng đường rồng nè. Này anh ta lại vừa đổi lại cái băng bóng lại. Nói chung là set đồ này thì từ đầu đến cuối luôn nè. Từ đầu server đến giờ cũng không có thay đổi gì nhiều. Cũng đa số những trang bị như vậy thôi, không thay đổi gì nhiều. Chỉ thay đổi bao tay định quốc, quên bao tay kim quang với cái nhẫn khăn lô 30.
bóng thì như cũ rồi, với lại thay đổi con ngựa thì đẹp hơn một chút đó. Rồi nói chung anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho ông cái bang này Thiên Hạ Vô Tình một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Anh em thích soi đồ antenna hả? Ok.